Bán cái gì chị hả? À vậy hả? Là bán xong chưa chị? Chưa còn. Còn nữa hả? Vậy thường là chị bán tới mấy giờ là mới về? Bán tới chiều mới về, bán chút em về rồi tới chiều em bán nữa. Ủa vậy là ngày bán hai cử luôn hả chị? Dạ. À vậy là buổi sáng là bán từ khoảng mấy giờ? Mấy giờ lên chị? Từ năm mấy em đi, rồi tới chút nữa em về. Rồi. Nếu mà chút về rồi xong rồi cái chiều đi nữa. Một giờ đi bán nữa. Rồi tới mấy giờ lại về chị? Bán nữa bán về. Đâu có về lên được. Ủa là chị gần đây không hay là? Dạ em đúng mày còn số 3. Sáng em qua đồi em qua đây em bán. À dạ. Cho em quay hai mẹ con cái nghe. Đây là nhìn qua hướng bên sông nè quý vị. Đó có cái cánh đồng trồng sen nè quý vị. À, vịt đó thì đang được nuôi ở dưới ruộng nè. Em ăn cái gì vậy? Dạ. Em ăn cái gì ta? Em ăn cá. À vậy hả? Ủa, cá này anh nhớ là cá rô lông kiến phải không? Dạ. Vậy hả? Em tự đi bắt hả? Dạ. Mình bắt bằng cái gì em ha? Dạ. Cái này mình bắt bằng cái gì? À em đổ vớn. À vậy hả? Em có đi học không? Dạ có. Học lớp mấy rồi em ha? Dạ em học lớp 5. À vậy đó hả? Rồi dạ. Cái này là phụ ba má hả? Dạ. Ba má là làm nghề này luôn hay là? Dạ đâu có đâu. À vậy đó hả? Không, có nghĩa là ba má làm nông hay là làm cái nghề nào em ha? Làm nông. À làm nông. Anh quay này anh gửi xa xa coi đó, cái sẵn dịp anh quay luôn. Anh cảm ơn nha. Yeah. Anh đi quay tiếp nha. Hello. Rồi cảm ơn em. Xả là ba trái luôn hả? Dạ. Con này còn nhỏ phải không ha? Dạ. Rồi anh cảm ơn em.
hay là mới ở đây? Ở đây là cũng 30 năm nay rồi. Dạ. Ủa chú, vậy là cái này, kinh này là kinh Kiên Hảo là ngày xưa là do mình đào hay là cái kinh Kiên Hảo này là hồi xưa là nó nhỏ, xong rồi mới sáng nó mới thổi. À thổi thêm hả bác? À, thổi thêm là thổi sang phía bên kia là thổi thêm. Ở đây mình ngày chủ yếu là mình trồng lúa thôi hả? Có ngày gì nữa không? Có ngày lúa không à? À dạ. Là chú mấy năm nay chú làm đỡ không? Cũng đỡ. Dạ. Không được tánh hơn tánh. Dạ. Rồi bây giờ giá là thông thường bây giờ. Như giá thì coi như là bây giờ là làm trước là làm lúa mùa, xong rồi bắt đầu xoay ra làm lúa thần nông á, xong lúa thần nông rồi bây giờ là coi như lúa thần nông á là lúc 4.500, 4.400 rồi 5.000, bây giờ là coi như là làm lúa Nhật á thì là nó cho chắc giá luôn á là 5.700, 5.800. Bao tiêu cho mình luôn không chú hay đúng là đó, bao tiêu cho là 5.700, 5.800 là lúa Nhật á. À dạ. Là mình phải mặn theo đó. Rồi có hỗ trợ gì không chú hay là chỉ ấy thôi? Không có hỗ trợ gì đâu, mình tự mặn hết. Tự mặn hết trơn. Dạ. Còn lúa bây giờ như cái lúa mà làm lúa giống của người ta, như lúa giống như lúa này đó hả chú? Lúa này lúa rắc min này. Rắc min là nó bao tiêu cho mình đó là vậy là cuộc sống mình ổn hả chú? Cũng ổn. Dạ. À cái này còn cảm ơn bác.
gắn nè. Thì cho anh coi gắn đi. Gắn nó gọi là gắn gì? Lãi. Gắn lãi. À vậy hả, gắn này làm cái gì ăn ba? Thì nó cắt ăn. À vậy hả? Chào anh, cảm ơn nha. Dạ gì ạ? Pin. Pin. Ê, thôi để anh xuống anh coi mấy con cá chứ. Tôi quên đi chứ. Tôi quên kia chứ. À quay đi. Gửi cho các cô bác ở xa coi ấy. Cái này bắt ở dưới ruộng luôn hả? Dạ. À vậy hả? Thường là cô sống bằng nghề gì? Nghề ruộng. À ruộng hả? Cái này mía là mình trồng dọc dọc vậy đó cô. Dạ. Ủa cô, cái này con chạy còn xa không là tới chỗ chợ ha? Chợ còn từ đây đến cây số. Không cây nữa hả? Dạ. Từ đây lên đấy là tới đấy là cây số. À dạ. Ở đây là ngoài chợ, ở ngoài nghề nông ra có cô bác mình còn nghề gì nữa không cô? Có thì đâu đây là nghề nông không ạ? À. Cái khu này nghề nông. Dạ. Đừng có chạy đi con ơi. Dạ. Con xin phép luôn hả? Con cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Chạy xa. Con quay gần hết rồi. Sao đẹp chứ mày? Dạ. Thấy đẹp không? Đẹp. Dạ. Thank you.
trường đang tan học nè quý vị. Đây. Chạy tới chợ Kiên Hảo nữa thì đây lên nó 3 cây. Không 3 cây. Chợ kia lớn không anh ha? Cũng nhỏ như chợ này, nhỏ hơn chợ này. Vậy đó hả? Thôi vậy em đi cho quay vòng vòng. Dạ. Sao anh? Trong quê nó vất vả vậy á. À dạ. Ủa, lúa này gọi là lúa gì anh ha? Lúa DS1, lúa Nhật. À lúa Nhật hả? Ừ. À lúa Nhật thì bán có giá hơn mấy lúa kia ha anh. Ừ. Còn cái này lúa này là bao nhiêu ngày anh ha? 120 ngày. Ồ lúa này dài ngày dữ ha. Ừ. À, tròn đúng không anh? Ừ, tròn đúng rồi. Mà anh, lúa này một công gì mình thu hoạch nếu mà thời điểm mà trúng á thì thu hoạch công khoảng nhiêu? Nếu mà trúng cỡ công được 6 triệu. Nếu mà trúng lúa trúng á nghe. Còn chi phí ra? Trừ chi phí 70%. Vậy hả? Ừ. Vậy là chủ yếu là lấy công làm lời là cái lúa làm lời thôi. Dạ. Có phải ủa anh, cái này một tảnh lúa này nó tính ra nó trúng hơn cái lúa thường của mình mà mấy cái Jasmine hay là 504 không? Thì trúng thì nó tùy theo người làm, người trúng người thích vậy đó. Jasmine thì cũng có người làm trúng, những người làm thích. Lúa này cũng vậy. Ờ, cái giống gì nó cũng vậy thôi. Anh thua cái người nông dân trên cát. Vậy đó, ờ. Chứ nói thật ra thì mình ở đây mình làm có 2 vụ chứ đâu có làm vụ 3 hả anh? Ờ, cái bên kia 3 vụ, bên này 2 vụ thôi nè. À dạ. Rồi. Ừ. Rồi, có qua tự nhiên thôi, có gì đâu. Dạ. Ừ. Em cảm ơn nha. Rồi. Dạ, em xin phép đi vòng vòng. Dạ. Đúng là nông dân chính hãng luôn đó. Dạ. Tại á, nó mỏng hay hả ta? Mông á. Dạ dạ. Lên mông nó để đây mất tăng. Dạ. Đây là lên mộng chuẩn bị đi xả nè quý vị. Chục chiều là dạ. Chục chiều là người về đi xả. Rồi, cảm ơn chị. Đây đó, lụa đỏ ngấm đá dũng vậy đó. Dạ. Mấy dạ. Giờ cũng chưa rồi hay sao? Dạ, cô này tại con làm, có nghĩa là quay cách nhóm chợ sớm không? Chưa. Tại giờ này không thấy ai đi chợ hết trơn. Đâu, chưa là chưa buổi sáng. À. Chưa 6 giờ là 6 giờ đến 7 giờ là hết chợ à? À dạ. Nó con người cũng nông thôn á. À dạ. Người ta đi làm mà. Dạ, à, vậy là. Phải vậy. À nên vậy là con đi xuống trễ lắm luôn. Yeah. Dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn. Ủa mà dạ. Cô, sáng mà nếu có họp chợ là đông không? Cũng khoảng nói chung là không được, nông thôn ở đấy thì cũng khoảng 80 trở lại à. Dạ. Chứ đó, chẳng dạ. Nhiều đâu. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô ạ. À. À, rồi, cảm ơn cháu. Dạ. À, dạ, học từ khoảng 6-7 giờ quý vị, tập đi giờ này thì không có còn học chợ nữa, chỉ còn những cái chỗ bán đồ thôi.
chị, cái này buôn bán được không? Dạ, lấy gai em ơi. Dạ, gì đó hả? Dạ. Nữ mới có cái mầm mày lên nữ. Thôi đi thôi. Ủa mà con khúc đây từ đây tới đó thôi ha chị. À dạ. Đứng bờ dưới xe giùm nha. Kêu bán Ngọc rồi bà tí đồ ra. Vậy là em đi tới đó là hết chợ rồi đó trời. Dạ. Ủa anh ơi cái chợ kia cơ có đông như vậy không hay cũng vậy thôi? Cũng vậy à. À thôi chạy em đã đi rồi, đi hết luôn. Đây là phía trong chợ nè quý vị. Chị ơi ở đây buôn bán được không? Chậm quá à. Vậy hả? Mà lúc trước có chó chậm gì không hay là giờ mới chậm? Là trước giờ gì đó. À lúc nào là không, cũng không có nhiều khách hả chị? Ờ đúng rồi, tại vì đâu bán mua kiểu nhiều đâu. Ồ, dạ. Chỉ may đồ, chứ lấy sạch giặt gì bác nha. Ừ. Là thấy sống được không chị? Được phút lấy gai, qua ngày. Dạ. Nhờ chồng đi làm thêm. À dạ. Rồi em cảm ơn chị. Quay cá đi nha. Quay cái gì? Không quay về. Sửa cái này sửa máy ấy ha. Làm bơm sửa máy bên máy sạch máy ném mấy con phăng mà. Chợ ở đây em thấy vắng quá ha. Chợ giờ này dẹp hết rồi anh ơi. 7 giờ dẹp rồi. Chợ mùa hè nè. Dạ. Chắc này không còn ai đâu. Sáng sớm thì còn chứ giờ nữa gì hết trơn. Dạ. Dạ, đây nó gì? Ồ, nước vô. Quá nước. Rồi, em cảm ơn. Ở anh làm gì là sống được không? Làm gì sống được. À, dạ. Là nước không? Quá trời nước rồi. Rồi, em cảm ơn anh. À, dạ. À... mời quý vị cùng Lâm đi thêm tham quan thêm cái chợ Kiên Hảo nữa quý vị. Đây là chợ đập đá này. Sau đây là chúng ta cùng chạy qua ấp Quan Hóa, Phước Thái để mà vô chợ Kiên Hảo nữa quý vị. Ồ đây có cái đầm sen đẹp quá.